em mới hỏi được chỗ viện dưỡng lão cách nhà mình có mấy chục cây thôi. Hay là mai mình đưa mẹ qua đấy nhá. Sao em có thích đưa mẹ vào viện dưỡng lão thế nhỉ? Con cái thì sờ ra đây, đưa mẹ vào đấy làm gì cho nó khổ? Anh tưởng ở trong đấy mà khổ à? Các cụ bây giờ ở trong viện dưỡng lão sướng rơn người, con vào đó chẳng thể về. Sướng đâu anh không biết, nhưng mà tóm lại ở với con cái thì vẫn sướng hơn ở với người lạ chứ. Hơn cái gì? Mẹ anh bây giờ lẩm cẩm nghễnh ngãng, bao nhiêu việc trong nhà cứ rối tung hết cả lên. Sao em cứ nói quá đáng thế nhỉ? Mẹ làm gì em? Ở nhà thì đã có cô giúp việc lo hết rồi, em phải động tay động chân việc gì đâu. Anh đi làm cả ngày tối mới về, bao nhiêu việc phiền toái cứ đổ hết lên đầu của em ý. Mẹ anh bây giờ lẩm cẩm chẳng khác gì mấy người cháu quỳ đâu, muốn ở nhà yên bình cũng không được. Này nhá, anh nói cho em biết, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này. Mẹ sẽ không điều được hết. Em còn nhắc đến chuyện này lần nữa thì đừng có trách anh. Mẹ, mẹ làm gì đấy ạ? Sao mẹ không đi nghỉ đi? Mẹ làm gì nhở? Mẹ đang định đi cắt ít cỏ cho Châu nó ăn. Con Châu đẻ mấy hôm nay rồi mà mẹ quên mất, mẹ không đi cắt con ạ. Mẹ quên rồi à? Mẹ lên trên này ở với con được mấy năm nay rồi, căn nhà quê bán rồi mẹ. Thôi mẹ đi nghỉ nhá. Nhà ở quê bán rồi. Mẹ lên thành phố rồi à? Vâng. Nhờ. Dạ. Đi thành phố rồi. Vâng, mẹ đi nghỉ nhá. Để cho con ạ. Phải chịu thế này. Alo. Ôi, thật á? Mày mới làm mũi đấy à? Ừ, thích thế. Cho tao địa chỉ đi. Tao mới làm mắt với cả môi thôi mà chờ địa chỉ nào tin tưởng để làm mũi cả. Có gần đây không? Ừ, được đấy. Ừ, ok nhá, Thanh nhá. Vào đây rồi mà nhỉ. Ôi giời ơi, mày làm gì cái máy của tôi này? Mẹ thấy rách quá, mẹ đang khâu cho con. Thế này mà bảo là rách à? Đây là máy hàng hiệu của tôi đây. Từ từ thì mẹ khâu nốt, đã sắp xong rồi con. Bà muốn cười là tôi thì chịu đổi bà nữa. Sao gì lại đẩy bà như vậy? Mày còn hỏi tại sao à? Bà của mày khâu váy tao thế này đây. Từ cháu ghét gì? Từ ngày gì vào nhà cháu, không ngày nào nhà cháu được yên ổn thì đi ra khỏi nhà cháu đi. Dành con, còn dám đuổi con mình. Để rồi xem đứa nào sẽ phải ra khỏi nhà. Alo, tôi Hải Ly đây. Ai mà anh không nhớ à? Thế 2 năm trước
ai nhờ anh xử con Trà Khâm Thiên? Còn ai nữa? Con bồ nhí của thằng Sơn, chồng tôi chứ ai? Mà thôi, đi vào vấn đề chính đi. Tôi đang có việc mới cho anh đây, anh nhận nhá. Về giá cả như nào anh không phải lo. Rồi, ok, thế nhá. Mẹ đang nhìn gì đấy? Mẹ thấy trời đang mưa. Mà đến giờ thằng Sơn nó tan học rồi, nó không mặc áo mưa. Mẹ đang định đi đón nó. À thế ạ? Thế đi đón con trai mẹ đi. Mẹ đi với con nhá. Đi ạ. Đón con trai à? Dạ vâng ạ. Đi. Đây mẹ xuống đây ạ. Càng xa thành phố càng tốt. Đừng để bà tìm được về nữa. Mà đừng để ai biết đấy. Của anh đây. Thả bà ta ở chỗ nào? Cách đấy 70 cây cơ, yên tâm. Ơ, sao anh lại ở đây? Anh Hiệp, anh về được rồi. Rất vui được tao, cảm ơn anh. Chuyện là thế nào? Em không hiểu. Cô không hiểu à? Diễn xuất như cô thì chắc là làm diễn viên cũng được đấy nhỉ. Thôi, cô hạ cái mặt nạ xuống được rồi. Tất cả những gì cô làm, cú sốc đã nói hết cho tôi biết rồi. Không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là em thấy mẹ sống không quen ở thành phố nên em giúp mẹ về quê thôi mà. Cấp mồm! Lòng lang dạ sói. Sao lần trước tôi lại rước cô về nhà nhỉ? Tôi đúng là phải bắt như mù mà. Không phải như thế đâu. Anh nghe em giải thích đã. Giải thích cái gì? Chỉ vì bệnh tuổi già mà cô nỡ lòng nào đẩy mẹ tôi ra ngoài đường. Mặc kệ mẹ tôi sống chết như thế nào, cô có là con người không nữa không đấy? Em xin lỗi. Từ bây giờ em sẽ đối xử thật tốt với mẹ. Được không anh? Cho em xin lỗi. Tôi không còn gì để nói với cô nữa rồi. Thôi, pháp luật sẽ trừng trị cô. Anh, nghe em nói đã. Thank you.